Kính thưa quý vị, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành vị quá thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Đến lâm chung quả lành đâu mắt, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng, xè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Chừng nào thấy được Phụng Hoàng, rồng trầu chớp nhoáng, hớn đàn hiển dinh. Chừng nào kim phụng hòa loan, đông tây vô lự mới an sự đời. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Cây ngô đồng hứng dẻ đượm xương, cho chim phụng mặt tình xòe múa. Hương tử nha song vị còn phiền, câu không ngạnh chờ non phụng gái. Rồi, bay vô trong cây đó quý vị ơi. Mưa luôn rồi đó chú. Đưa lên kết rồi, con chim phụng hoàng chắc là lớn rồi cô chú anh chị. Trước màn hình nhỏ cô chú anh chị đang nhìn thấy, đây là con chim phụng hoàng đất. Thì chim phụng hoàng đất sẽ hiện giờ đang đứng trên cái cây trước cổng đình thần Thăng An đó cô chú anh chị. Thì được biết thì trước cổng đình thần Thăng An có hai cái cây rất là cao. Cho nên là hiện nay thì trời cũng vẫn đang mưa cô chú anh chị. Nhưng mà kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay con chim phụng hoàng đất, sẽ báo điềm lành đến cho tất cả bà con của chúng ta. Thì được biết thì đình Tân An cúng đình vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 âm lịch hàng năm. Thầy kính chào cô chú anh chị em đã đến với kênh YouTube Nhân Tân Châu. Kính thưa cô chú anh chị em, thì lời nói đầu tiên kênh YouTube Nhân Tân Châu xin kính chào cô chú anh chị em và mong rằng cô chú anh chị em có xem video của kênh YouTube Nhân Tân Châu hãy cho một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để kênh YouTube Nhân Tân Châu có động lực và bài video cho cô chú anh chị em được xem chi tiết nhiều hơn nghe cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì kính thưa cô chú anh chị, hôm nay là ngày 11 tháng 6 âm lịch năm 2023 tại đình thần Tân An tổ chức lễ hội cúng kỳ yên vào ngày 10 và ngày 11. Nhưng hiện nay thì sáng là ngày 11 tháng 6 âm lịch năm 2023, kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay chi tiết ngày lễ hội cúng kỳ yên tại đình thần Tân An cho cô chú anh chị được xem. Kính thưa cô chú anh chị, thì đây tất cả các cái hoàn cảnh các chị em ở trong bếp nấu nướng là xong rồi, qua đây là bên cái khâu rửa chén này cô chú anh chị. Chị mình từ đâu mình đến đây mình làm công việc từ thiện hả chị? Dạ đến từ thiện đến đây. Chị ở đâu? Ở Tân Châu. Dạ chị ở Tân Châu ha. Lên đây đông không chị? Dạ mấy giờ đâu 7-8 người gì đây phải không mấy chị đúng không? Dạ. Đây là mấy chị làm công việc từ thiện không? Rồi em chào chị nha. Dạ. Nhiều mâm con? 4 mâm hết. Dạ 4 món nha. À 4 món. Dạ. À lẩu. Dầu chua. Dạ. Rồi đường nấu mà. Nấu ăn. Dạ. Cấu sầu cấu măng. Dạ 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 dạ. Nồi cơm này mấy lít hả chị? Dạ. 5 lít. Dạ cái nồi cơm này 5 lít hả chị?
Em chào chị, mình từ đâu mình đến đây mình làm công việc từ thiện hả chị? Chị ở đâu ạ? Tân Châu. Chị ở Tân Châu, chị là thợ chánh nấu một buổi tiệc cung đình hôm nay hả chị? Dạ. Mình đãi năm bữa nay nhiêu mâm chị? Bữa nay đãi 12 mâm à. Dạ. 3 tương. Dạ. 12 mâm tương. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, chị tên gì ạ? Kính thưa cô chú anh chị thì đây được biết đây là chị Giới đến đây là thợ nấu đến từ Tân Châu. Dạ, hôm nay chị đến tại đình thành Tân An. Đây là lễ hội cúng kỳ yên ngày sáng ngày 11 tháng 6 âm lịch năm Quý Mão của chú anh chị. Dạ, em chúc cho chị được vạn sự như ý, chị khỏe mạnh nha. Mọi sự được tốt lành đem đến với chị và tất cả các chị em đến từ đội thợ nấu của chúng ta. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, mình từ đâu mình đến đây mình làm công việc từ thiện này hả chị? Dạ, bên Tân Châu. Chị ở Tân Châu hả? Dạ. Chị đi lên đây đông không chị? Lên đây mấy người? Lên đây nhiều người, mình chờ tôi muốn mấy phe tôi 7-8 người. Dạ, vậy đây ha. Kính thưa cô chú anh chị, thì đây là tất cả các bà con từ phương xa đến tại đình thành Tân An đó cô chú anh chị. Trước thì cúng giếng, sau đó dự buổi tiệc với ngày lễ hội cúng kỳ yên tại đình thành Tân An đó quý vị. Thì rất đông bà con đến tại đình thành Tân An đó cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị em, thì được biết thì hàng năm là vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 âm lịch hàng năm, thì tại đình thành Tân An có tổ chức lễ hội cúng kỳ yên hàng năm vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 hàng năm cô chú anh chị em. Thì nhiều bà con từ phương xa đổ về cũng rất là đông quý vị. Thì một lần nữa thì kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay cận cảnh buổi lễ hội cúng kỳ yên tại đền thành Tân An cho quý vị được xem. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ quý vị nhớ xem kênh YouTube Nhân Tân Châu, hãy cho một lượt thích và một lượt đăng ký kênh của chú chị em. Xin chân thành cảm ơn cô chú chị em rất nhiều. Kính thưa cô chú anh chị em, thì hiện nay là tầm khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 6 âm lịch năm Quý Mão. Thì hiện nay thì kênh YouTube Nhân Tân Châu có mặt tại đình thành Tân An để quay chi tiết lễ hội cúng kỳ yên tại đình thành Tân An. Thì trước màn hình nhỏ của chú anh chị đang nhìn thấy thì rất nhiều các cô chú và anh chị từ phương xa đổ về dự lễ hội cúng kỳ yên tại đình thành Tân An của chú anh chị. Thì hôm nay thì trước thì dự lễ hội, sau đó có dùng buổi tiệc.
cô chú anh chị, hôm nay sáng ngày 11 tháng 6 âm lịch tại đình thần Tân An, cô chú anh chị rất nhiều bà con đến tại đình thần Tân An chiến và cúng buổi sáng ngày 11 tháng 6 âm lịch năm 2023 cô chú anh chị. Thì hiện nay kênh YouTube của Nhân Tân Châu có mặt tại đình thần Tân An nha quý vị. Cũng đến tại đình thờ Tân An này ủng hộ công việc từ thiện rất là đông với cô chú anh chị.